mức lương cao nhất của quân đội công an sau cải cách tiền lương năm 2024. Mức lương quân đội công an hiện nay đang được tính dựa trên mức lương cơ sở nhân hệ số lương. Trong đó, mức lương cơ sở là 1 triệu 800 nghìn đồng, hệ số lương cao nhất là hàm đại tướng 10,4. Tương ứng, mức lương cao nhất hiện nay là hàm đại tướng với mức lương chưa tính phụ cấp và nâng lương là 18 triệu 720 nghìn đồng, 1 triệu 800 nghìn đồng nhân hệ số 10,4. Trên tinh thần thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 Nghị quyết Trung ương năm 2018, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 chính thức bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở và thay vào đó sẽ tính lương quân đội công an dựa trên số tiền cụ thể được quy định trong bảng lương mới với công thức tính như sau. Tổng thu nhập bằng lương cơ bản cộng phụ cấp nếu có, cộng tiền thưởng nếu có. Trong đó, lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng tiền quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Bên cạnh đó, dự kiến sau cải cách tiền lương năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 mỗi năm, mức lương quân đội công an sẽ tăng từ 5 đến 7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với lương ở khu vực sản xuất. Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7% trên một năm đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng 1 của khu vực doanh nghiệp. Như vậy, sau khi cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, thì mức lương cao nhất của quân đội công an sẽ thay đổi theo cơ cấu tiền lương mới, đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện hưởng, tức sẽ cao hơn mức 18 triệu 720 nghìn đồng.